lâu lắm rồi người ta không còn có cái. Với thể thức kịch ước lệ, đêm hoa lệ dẫn dắt người xem về lại thời hoàng kim của sân khấu thập niên 50-60 của thế kỷ trước. Đời sống Sài Gòn xưa bình dân đến thượng lưu được tái hiện ấn tượng qua những trích đoạn cải lương kinh điển, hát bội. Chương trình nghệ thuật truyền thống của nhà hát Chợ Lớn sẽ được biểu diễn vào lúc 20 giờ thứ sáu, thứ bảy hàng tuần để phục vụ khán giả. Chương trình tối hôm nay khiến cho chúng ta tự hào với những cái điều người Sài Gòn đã làm được, đang làm và tin rằng có một cái Sài Gòn mới sẽ rất là tuyệt vời, với một cái Sài Gòn cực kỳ thông minh, cực kỳ phát triển và đặc biệt là nền tảng văn hóa được bảo vệ, được giữ gìn và được làm mới.